Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lâm Đồng 168 giờ. Chương trình điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần đã được đăng tải trên báo Lâm Đồng và Lâm Đồng Điện tử. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người cộng sản trung kiên, mẫu mực, một thiên tài quân sự, đã nhẹ nhàng bước vào cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 103 tuổi. Đảng, nhà nước, nhân dân ta và bạn bè quốc tế đã mất đi một chiến sĩ cộng sản trung kiên, mẫu mực, một thiên tài quân sự đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Khó có thể diễn đạt nỗi đau mất mát đối với một bậc hiền tài, một con người mà công lao, tầm vóc gắn với những bản anh hùng ca, những chiến công giữ nước chói lọi trong lịch sử dân tộc, một tên tuổi gắn liền với đất nước, với thời đại Việt Nam, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Ông là vị tướng của chiến tranh, của hòa bình, là vị tướng của trận mạc và trong lòng dân. Nơi ông, ta cảm nhận được nhiều điều về lẽ sống, về niềm tin, về một con người có sức cảm hóa, có sức sống kỳ diệu và tiềm ẩn, đã sống qua 100 năm và sẽ sống mãi nơi cõi nhớ một cách vĩnh hằng. Với độ lùi của thời gian, lịch sử, nhân dân, người đời sẽ nhìn nhận đánh giá đầy đủ về ông. Nhưng với tất cả những gì có được, ông xứng đáng là người được tôn kính, vinh danh. Ông đã để lại cho đời nhiều bài học quý giá, không chỉ ở lĩnh vực quân sự, mà trên nhiều lĩnh vực, ông thực sự là một con người tài đức vẹn toàn. Ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, từ chiều ngày 6 tháng 10, tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước và cả những người nước ngoài đã đến tiễn biệt Đại tướng trong niềm tiếc thương vô hạn. Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức quốc tang. Sau đó, thể theo ý nguyện của Đại tướng và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng Đại tướng sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 tại quê nhà ở tỉnh Quảng Bình. Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri ở các huyện phía Nam gồm Bảo Lộc, Đạ Hoai, Cát Tiên và Đạ Tẻ. Tại đây, các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu giải trình những ý kiến của cử tri liên quan đến các vấn đề về giao thông nông thôn, về vấn đề quản lý phân bón, vấn đề vốn vay để xóa đói giảm nghèo, vấn đề giao đất, giao rừng nghèo kiệt. Riêng những vấn đề liên quan đến tầm vĩ mô, các đại biểu đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến và hứa sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2013, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã cùng với lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam ký chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2013-2018. Lâm Đồng là đơn vị thứ ba đã ký chương trình hợp tác truyền thông với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc 4 loại hình báo chí, phát thanh, báo Tiếng Nói Việt Nam, báo điện tử VOV Online và kênh truyền hình VOV sắp tới tăng cường thông tin về Lâm Đồng, nhất là trong thời điểm thành phố Đà Lạt kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển, Lâm Đồng tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch vào cuối tháng 12 năm 2013. Cũng trong chiều ngày 9 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những kết quả mà ngành thông tin truyền thông Lâm Đồng đã đạt được, đồng thời cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là sự ủng hộ tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với sự phát triển của ngành thông tin truyền thông Lâm Đồng. Bộ trưởng cũng đã đồng ý với một số kiến nghị đề xuất của địa phương như thống nhất cho Lâm Đồng thí điểm triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2015. Bộ Thông tin Truyền thông đưa Lâm Đồng vào dự án mở rộng xây dựng mô hình một cửa và một cửa liên thông hiện đại cho 5 đơn vị cấp huyện, bảo trợ thông tin và sẽ chỉ đạo các đơn vị báo chí, trung ương hỗ trợ công tác tuyên truyền cho Tuần Văn hóa Du lịch 2013 tại Lâm Đồng, gồm 4 sự kiện lớn sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Xây dựng 210 căn hộ cho người có thu nhập thấp,
Thực hiện chủ trương của tỉnh, công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt triển khai dự án đầu tư khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu quy hoạch Ngô Quyền Bạch Đằng, phường 6, thành phố Đà Lạt từ quý 4 năm 2013 đến năm 2016. Dự án có quy mô diện tích đất 7.682 m², gồm 4 khối chung cư cao từ 4 đến 6 tầng với diện tích bình quân 721 m² trên một khối chung cư. Tổng số 210 căn hộ, xây dựng giao thông nội bộ, sân bãi, bồn hoa cây xanh, tổng vốn đầu tư của dự án là 77,7 tỷ đồng. Thưa quý vị, tháng 10, nông dân vùng Tây Nguyên đang bắt đầu cho vụ thu hoạch cà phê mới. Khác với những năm trước, từ năm 2012, nhờ triển khai dự án bảo quản và chế biến cà phê, nên vùng cà phê Lâm Đồng đã được cải thiện một bước về vấn đề sân phơi nói riêng và bảo quản nói chung. Tuy nhiên, cho đến lúc này, khi vụ thu hoạch cà phê năm 2013 sắp bắt đầu, việc chất lượng cà phê nhân Lâm Đồng bị giảm sút do thu hoạch và bảo quản vẫn đang còn là vấn đề rất nóng. Ở khâu thu hái, tỷ lệ trung bình có đến 30% quả xanh và 10% quả vừa chín tới vẫn được thu hái như trong thời gian vừa qua là vấn đề rất đáng bàn ở vùng cà phê Lâm Đồng. Còn về sân bãi, theo tiêu chuẩn thì Lâm Đồng còn những trên 50% sản phẩm cà phê sau thu hái được phơi phóng trên các loại sân bãi không đảm bảo. Trong đó, có một lượng lớn cà phê được phơi trên sân đất hoàn toàn. Bởi vậy, theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2010 trở về trước, chất lượng cà phê Lâm Đồng bị giảm sút từ 10 đến 12%. Vài năm gần đây, tình hình tuy có được cải thiện, nhưng tỷ lệ này vẫn còn ở mức khá cao, trên dưới 7%. Hướng tới Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt năm 2013, làng hoa Thái Phiên đã dành riêng 30 hectare trên tổng số 320 hectare đất trồng hoa để cung ứng hoa trong dịp này. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích 30 hectare đã được bà con nông dân xuống giống và đang phát triển rất tốt. Ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, cũng như mọi năm, làng nghề chọn hoa cúc làm loài hoa chủ lực giới thiệu tại lễ hội hoa năm nay với 30 giống cúc khác nhau, chiếm 90% lượng hoa. Còn lại sẽ giới thiệu quảng bá thêm một số giống hoa như hoa đồng tiền, hoa cát tường, hoa li li, hoa cẩm chướng và hoa dược liệu artiso nhằm nâng cao uy tín cho làng nghề. Mở hướng trồng rau du lịch. Thưa quý vị, việc sản xuất các giống dâu tây, rau ăn lá trong nhà kính bằng phương pháp hữu cơ sinh học không chỉ đạt giá trị cao trên từng đơn vị sản phẩm mà còn mở hướng thu hút nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu. Hợp tác xã Trung Tính, thành phố Đà Lạt, đứng đầu là chủ nhiệm hợp tác xã ông Vương Đình Phi, đã vượt qua nhiều thăng trầm, mở ra hướng đi mới này. Với 16 xã viên sản xuất trên 25 hectare ở phường 7, hợp tác xã Trung Tính đang vận động xã viên nhân rộng trồng rau du lịch bằng kỹ thuật chuẩn sạch để cung ứng nông sản sinh học với số lượng cầu đang vượt cung, đồng thời mở ra lợi thế trồng rau du lịch được ổn định và lâu dài hơn. Lâm Hà tăng cường quản lý lao động tự do trong mùa thu hoạch cà phê. Thưa quý vị, để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 10 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, ông Nguyễn Văn Tự đã có văn bản yêu cầu công an huyện trong thời gian đến cần tập trung kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để quản lý tốt lao động tự do đến địa bàn trong dịp thu hoạch cà phê năm nay. Niên vụ cà phê 2012 vừa qua, trên địa bàn huyện Lâm Hà có đến 9.000 lao động đến làm việc theo mùa vụ, trong đó hầu hết là những lao động tự do. Trong vài năm gần đây, trên địa bàn huyện Lâm Hà đã xảy ra tình trạng đối tượng lưu manh côn đồ trà trộn vào những người lao động tự do tìm việc làm trong vụ thu hoạch cà phê để gây án. Trong đó đã xảy ra những vụ trọng án. Nợ bảo hiểm trên 53 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên đến hơn 53,8 tỷ đồng. Trong số này có tới 163 đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 12 đến 70 tháng với số tiền hơn 16,2 tỷ đồng. Cũng theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, trong quý 3 năm 2013, đơn vị đã khởi kiện 6 đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tổng số tiền nợ lên đến trên 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, đến hết tháng 9, đơn vị cũng thu hồi được hơn 2,8 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp sau khi khởi kiện 13 đơn vị trong năm 2012.
Đến đây thì chương trình Lâm Đồng 168 giờ xin được tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về theo địa chỉ: chương trình Lâm Đồng 168 giờ, báo Lâm Đồng, số 8 đường Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, hoặc địa chỉ email báo lâm đồng điện tử amoc@gmail.com. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.